Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ngày 10 tháng 9, 37 ngôi nhà tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên trở thành bình địa. Cơn lũ không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều con người mà còn trở thành nỗi ám ảnh cho những người ở lại. Là một trong những gia đình sống sót thần kỳ sau cơn lũ kinh hoàng ấy, chị Hoàng Thị Lành, 25 tuổi, chú thôn làng Lũ, chưa hết bàng hoàng nhớ lại. Khoảng 6 giờ ngày mùng 10 tháng 9, chị và chồng cùng hai con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, đang ngủ trong nhà, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như bom nên giật mình tỉnh dậy. Cơn lũ dữ vẫn gầm như tiếng máy bay, khiến gia đình Lành cảm thấy run sợ. Sau tiếng nổ thứ hai, cả làng hôi nhau chạy đi. Chị Lành và chồng vội vã bế hai con lao lên đồi. Chồng bế đứa lớn, Lành bế đứa nhỏ, cả gia đình dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy. Chị Lành kể, lên tới đồi trong vòng khoảng 2 phút, tôi ngẩng mặt lên thì thấy đất đá đã đổ đến và nuốt chửng nhà mình. Cơn lũ dồn dập san phẳng tất cả những gì mà nó đi qua, trong đó có nhà bố tôi. Tận mắt chứng kiến sự tàn phá của dòng lũ, cả nhà Lành run rẩy đứng im trên đồi. Dòng nước cuồn cuộn vẫn dồn dập đổ xuống, có lúc chỉ cách vị trí của gia đình Lành đứng khoảng 2 m, khiến chị nghĩ gia đình mình chỉ còn nước chờ chết. Chị nói Chúng tôi dùng lá cọ để che mưa, chồng tôi động viên mình đang đứng cao hơn lũ nên không sợ. Lúc đó chúng tôi cũng không dám chạy đi đâu vì cả ngọn núi này chỗ nào cũng đang chờ sập, trời mưa mấy hôm rồi. Cứ thế, gia đình lành bị cô lập trên đồi, cả nhà chịu đói nhưng chẳng biết gọi ai vì ngôi làng đã mất điện, mất sóng trước đó hai ngày. Một ngày sau, bốn người mới được đưa ra khỏi nơi an toàn. Mặc dù sống sót thần kỳ nhưng ký ức sáng mùng 10 tháng 9 lại trở thành nỗi ám ảnh của gia đình chị cứ nhắm mắt thì hình ảnh cơn lũ nuốt chửng ngôi làng lại hiện ra. Trận lũ quét cũng đã cướp đi sinh mạng của bố ruột chị. Đến nay, người bố vẫn đang mất tích dưới lớp bùn đất. Anh Vũ Văn Hiệp, 43 tuổi và vợ Nguyễn Thị Lan, 41 tuổi, là người Cẩm La, Quảng Yên, Quảng Ninh, nuôi trồng thủy sản ở khu vực Hòn Cò, Vân Đồn từ năm 2009. Một ngày trước bão Gia Ghi, Họ neo bằng 60 chiếc cọc, đóng thêm 40 cọc và dùng dây thừng buộc vào lồng bè, neo lên núi vì biết đây là cơn bão rất mạnh. Từ 7 giờ sáng ngày 7 tháng 9, gió ngày một mạnh. Khoảng 11 giờ, tâm bão Zagi quét qua Vân Đồn với sức gió 149 km một giờ, giật cấp 13 đến 14, sóng cao 5 đến 7 m Mây đen như xả xuống mặt biển, nước tung lên mịt mù, giữa ban ngày, mọi thứ bỗng tối đen như nửa đêm. Cố thủ trong bè, chị Lan chứng kiến những nhà xung quanh bị bão đập tan, những đợt sóng cao 5 mét đục ngầu, úp xuống bẻ chiếc bè kiên cố làm đôi. Không thể trốn trong nhà bè được nữa, chị Lan nắm tay chồng đi dọc các cầu phao tìm nơi trú. Họ bước tới đâu, từng cầu phao vỡ tan đến đó. Trước lúc cầu phao cuối cùng bị sóng biển nuốt chửng, hai vợ chồng kịp nhảy lên chiếc thuyền đúc bằng xi măng không mái, chui xuống gầm, đóng nắp lại. Lựa lúc gió hơi giảm giữa những đợt gào thét, họ nhảy lên được nhà kho chứa ngư cụ. Cả hai ngồi im trong thùng, phó thác mọi thứ còn lại cho số phận. Họ cứ thế trôi lênh đênh giữa biển suốt 4 tiếng cùng những mảnh vụn của bè mảng. Họ cố thủ trong thùng cá suốt một đêm, không có đồ ăn, nước uống, bên ngoài vẫn mưa gió rất mạnh. Hơn 8 giờ sáng ngày 8 tháng 9, họ được thiếu tá Ngô Cô Tam, trưởng công an xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, cùng bí thư xã chạy cano ra giải cứu. Anh Tam nói, giữa siêu bão Zagi, vợ chồng anh Hiệp trốn vào thùng ướp cá, trôi giạt mười mấy cây số, chống chịu suốt hơn 20 tiếng, vẫn sống được, quả là cực kỳ may mắn. Một trường hợp may mắn khác là thuyền trưởng Lê Văn Tiến, 50 tuổi, hiện trú tại xã Đông Triều, Quảng Ninh, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm đi biển. Trước ngày bão số 3 ập vào, ông cùng 8 thuyền viên khác đã đưa VT-09 vào bờ neo đậu. Trên con tàu có trọng tải 1.000 tấn, các thành viên nín thở chờ cơn cuồng phong đang kéo về từ phía đại dương. Tàu của anh đã bất ngờ bị gió bão đánh đứt cáp neo, đẩy ra khơi xa. Vào thời điểm này, ngoài ông Tiến, những đợt sóng cao tới 5-6 mét đục ngầu cũng ụp xuống, khiến khu cabin lộn nhào, trao đảo dữ dội. Ba người đàn ông phải bấu chặt vào nhau. Mặc dù đã có gần 30 năm kinh nghiệm đi biển, nhưng ông Tiến cũng chỉ biết phó mặc cho số phận. Ông Tiến nói, mọi thứ diễn ra quá nhanh, bão quá khủng khiếp nên không dây cáp neo nào chịu nổi. Đêm đó, nhóm thuyền viên đã nhiều lần phát hiện thuyền tìm kiếm cứu hộ tiếp cận các khu vực chung quanh nhưng bất lực vì không có cách nào liên lạc được. Phải tới tận gần sáng một thuyền trài vô tình phát hiện ra xà lan mắc kẹt nên đã gọi điện vào bờ nhờ ngư dân địa phương ra ứng cứu. Chỉ tới lúc này, những thuyền viên tàu VT-09 mới dám tin mình còn sống và có thể trở về. Đêm 12 tháng 9, sau nhiều nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cảnh sát giao thông Lào Cai và các đơn vị liên quan, một số tuyến đường từ trung tâm huyện Bát Sát đến các xã, bao gồm Mường Hum, đã được thông tuyến. Đây là nơi 142 giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông số 3 xã Mường Hum đã thoát nạn sập nhà bán trú và đang trú ẩn. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu vực này, cung cấp lương thực, thực phẩm và đưa người bị nạn đi điều trị sau 4 ngày liên tục bị cô lập. Bát Sát là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét và sạt lở tại tỉnh Lào Cai. Ngay từ khi hoàn lưu bão số 3 xuất hiện, Công an huyện Bát Sát đã thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh tiến hành ra soát các điểm có nguy cơ sạt lở. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trường trung học cơ sở và trung học phổ thông số 3 xã Mường Hum nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở từ quả đồi phía sau. Ngày 8 tháng 9, bất chấp mưa gió và ngập lụt, Công an xã Mường Hum đã nhanh chóng di rời 11 giáo viên và 131 học sinh khỏi dãy nhà bán chú nguy hiểm, đưa họ đến trường mầm non và nhà văn hóa thôn Piêng Láo để lánh nạn. Đêm mùng 8 tháng 9, dạng sáng mùng 9 tháng 9, quả đồi phía sau trường bất ngờ sạt lở, khiến dãy nhà bán chú gồm 16 phòng bị đổ sập hoàn toàn. Nhờ sự cảnh giác và hành động kịp thời, toàn bộ 142 giáo viên và học sinh đã được bảo toàn tính mạng. Lực lượng công an xã Mường Hum và các xã lân cận đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện phương châm 4 tại chỗ, kịp thời hỗ trợ lương thực, đồ dùng thiết yếu cho người dân, giáo viên và học sinh tại các điểm lánh nạn. Thiếu tá Tăng Bá Hưng, 46 tuổi, quê xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, là nhân viên lái xe thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 1, lữ đoàn vận tải 653, cục hậu cần quân khu 3. Chiều 11 tháng 9, chỉ huy tiểu đoàn 1 cắt cử thiếu tá Hưng cùng năm đồng đội phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả bão ở tổ dân phố Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, anh Hưng đã bị điện giật. Ngay sau khi phát hiện sự việc, đồng đội và nhân dân lập tức đưa anh vào bệnh viện Kiến An, thành phố Hải Phòng để cấp cứu. Nhưng đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, anh Hưng đã không qua khỏi. Thượng tá Đinh Gia Thương, phó lữ đoàn trưởng, tham mưu trưởng lữ đoàn 653 cho biết, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Tăng Bá Hưng là quân nhân gương mẫu, trách nhiệm, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Suốt 5 năm liền, anh được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2018 đến năm 2023 và nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, quân khu 3. Trong những ngày mưa bão, Thiếu tá Hưng đã trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị, sung phong cùng đồng đội đi khắc phục hậu quả bão hiện các đơn vị đang phù hợp với cơ quan chức năng địa phương và gia đình giải quyết chế độ chính sách cho gia đình thiếu tá hưng